Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa. Năm nay có thêm 4 ngành đào tạo chất lượng cao gồm toán, lý, văn, sử với 80 chỉ tiêu. Thí sinh dự thi 4 ngành này đạt từ 24 điểm trở lên, được cam kết ra trường có việc làm. Tuy nhiên, dường như thí sinh vẫn không mấy mặn mà. Đến thời điểm này, ngành sư phạm chất lượng cao sử có 11 học sinh, lớp văn có 9 học sinh trúng tuyển, toán chỉ có 1 em đăng ký, còn lý vẫn chưa có thí sinh đáp ứng được yêu cầu. Dù đứng trước nguy cơ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo do có quá ít sinh viên, thì nhà trường vẫn mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Cái chương trình này chỉ có khoảng 20 học tiến chỉ thôi là sẽ học riêng một mình em ấy. Thế còn lại em ấy sẽ được tham gia với các hoạt động khác, tức là để hình thành các kỹ năng chuyên môn, các năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ, thì em ấy có rất nhiều cơ hội. Và đấy là một cái nhà trường phải tổ chức những cái hoạt động riêng biệt dành riêng cho em ấy, nhưng kết hợp trên cái nền chung của nhà trường. Trong khi đó, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai lại nâng mức điểm chuẩn ngành sư phạm văn lên 23 để đánh trượt một thí sinh duy nhất đạt 22,5 điểm, với lý do một sinh viên sẽ rất khó khăn nếu đào tạo. Có thể thấy rằng, việc không tuyển được sinh viên sư phạm như kỳ vọng đã khiến cho nhiều trường đại học cao đẳng rơi vào thế, dạy cũng không được mà dừng tuyển sinh cũng không xong. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ ra 3 yếu tố khiến sinh viên giỏi ít mặn mà với nghề giáo. Thứ nhất là việc làm, thứ hai là thu nhập, thứ ba là tôn vinh và cơ hội thăng tiến. Trong thời gian vừa rồi thì Bộ đã làm cái công tác điều tra và chúng ta thấy rằng là cái việc này nó có một tác động cực kỳ tích cực. Sau khi mà có dự báo được cái số nhân lực trong những năm tới đây và sau khi đặt cái ngưỡng điểm sàn mà các trường sư phạm thống nhất thì thưa Phó Thủ tướng rằng là con số đăng ký vào năm nay tôi cho rằng là một cái biểu hiện cực kỳ tích cực. Tuy nhiên nó có những khó khăn đối với một số trường. Khó khăn đối với một số trường, theo Bộ Giáo dục Đào tạo, trong quá trình đổi mới nhất định sẽ có những xáo trộn. Bộ mong muốn các trường sư phạm cũng như dư luận xã hội nên bình tĩnh vì hiện tượng tuyển sinh không bình thường chỉ diễn ra ở một số ít trường. Trên thực tế, những trường sư phạm tốt trên vẫn đang tuyển sinh tốt, có lượng thí sinh đạt điểm cao vào trường. Còn ở những trường sư phạm nằm ở vị trí thấp hơn, gặp khó khăn nên các trường sẽ phải thay đổi chức năng, cơ cấu để thích ứng tốt hơn với nhu cầu của xã hội. Rõ ràng cái chủ trương sắp xếp lại các trường đại học cao đẳng là tôi thấy là cần thiết. Trước hết là anh phải có một cái dự báo, dự đoán về cái nguồn nhân lực cho xã hội này. Từ đó rồi thì anh mới kiếm lại cái hệ thống trường của chúng ta mở trong thời gian làm sao. Muốn đổi mới thành công, yếu tố tiên quyết phải là chất lượng giáo viên. Muốn tạo ra được lớp thầy giỏi trong tương lai gần, nhiều trường đại học đã chấp nhận một giai đoạn khó khăn. Theo lãnh đạo Đại học Hồng Đức, trong năm học tiếp theo, mặc dù khó tuyển, trường sẽ tiếp tục đề xuất với tỉnh Thanh Hóa mở thêm 4 lớp sư phạm chất lượng cao là địa lý, tiếng Anh, sinh học và hóa học. Trường đã quyết tâm siết chặt đầu vào nhằm đào tạo ra một thế hệ giáo viên giỏi từ năm 2022, dù phải đào tạo với chỉ một sinh viên một lớp.